Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận video ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ năm rồi. Và hôm nay đã Thuận lại trở lại để tiếp tục chia sẻ một số những cái tin tức nổi bật với các bạn trong video này. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ trước hết là nói về một số những thông tin liên quan đến crypto trước. Rồi sẽ nói tới một số những cái thông tin liên quan đến thị trường tài chính nói chung. Đầu tiên hết thì các bạn đã thấy được là chúng ta kết thúc ngày hôm nay là một màu đỏ cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nói chung. Chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều là đỏ. Và cuối cùng đó các bạn thấy được Nasdaq đã xuống 1.68%, tiếp tục là một ngày không được tốt cho thị trường chứng khoán mặc dù là chúng ta thì được là crypto đâu cũng như vậy. Khi mà các bạn nhìn vào giá của BTC nó cũng không có khác ngày hôm qua nhiều lắm đâu. Các bạn thấy được là hôm qua thì cỡ 23.000, hôm nay thì cũng cỡ đó các bạn. Bây giờ là 22.900 đô. Và nếu các bạn nhìn vào những đồng lớn đó thì sự thay đổi cũng tương tự như là BTC Bitcoin hôm nay xuống 1.7% thì những đồng lớn khác như là Ethereum xuống 2% Những đồng khác thì cũng tương tự các bạn xuống khoảng chừng là 1-2% mà thôi Trong vòng 24 giờ qua đó chúng ta nhìn vào những đồng nào mà có sự dao động mạnh đó, thì tăng trưởng nhiều nhất đó chính là Rocket Pool uh, tăng 13.1% các bạn. Nhưng mà về những đồng mà xuống nhiều đó chúng ta có những đồng liên quan đến AI như là Singularity.net hôm nay xuống 27% và Fetch.ai xuống 18.2%. Nhưng mà những đồng liên quan tới AI thì cũng đã có sự tăng trưởng nhiều rồi các bạn. Các bạn vẫn thấy được là Singularity.net đã tăng 100%. 45% trong vòng 7 ngày qua và Factor AI thì vẫn tăng 64.7% thì nói chung tăng trưởng nhiều rồi các bạn hôm nay ngủ lại cũng không gì à, gọi là quá bất ngờ đâu chúng ta cũng có một đồng khác cũng xuống nhiều hôm nay đó chính là Render xuống 18.5% nhưng mà một tuần qua thì vẫn tăng 12% theo đường hiểu đó thì Render là một cái dự án mà cho các bạn nào mà có tốc độ kho đầu họa mà không sử dụng đó thì có thể tham gia vào mạng lưới rồi người ta có thể sử dụng tốc độ kho đồ họa của các bạn rồi các bạn sẽ được thưởng đồng render theo tôi hiểu là như vậy nó giống như là cái hệ thống google làm trước đây các bạn à, Động Đồng này thì các bạn đang thấy được là vẫn có sự tăng trưởng Trong vòng 7 ngày qua tuy là không liên quan trực tiếp đến AI Rồi chúng ta thấy được là cái sự quan hệ giữa chứng khoán và crypto đó thì bây giờ nó đã không như xưa nữa Hồi xưa đó các bạn đã thấy được là cách đây khoảng chừng là 6 tháng một năm cái có sự tương quan rất là cao luôn và tương quan dương các bạn có nghĩa là chứng khoán Hoa Kỳ như là chỉ số Nasdaq đó chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ thì hầu như đi của là đi cùng một nhịp với lại crypto luôn nhưng mà bây giờ là không phải rất nhiều ngày như hôm nay đó là thậm chí là tương quan âm các bạn tại sao vậy thì như thường đã chia sẻ với các bạn đó thuận thì có lòng tin là một trong những yếu tố quan trọng liên quan đến sự tương quan đó chính là nhà đầu tư các bạn thấy được là những lúc như là thị trường tốt đó, thị trường crypto tốt thì sẽ đương nhiên thu hút được rất là nhiều những nhà đầu tư truyền thống vào trong thị trường crypto. Và khi mà họ đi vào thị trường crypto đó thì họ cũng sẽ đem theo cái suy nghĩ của họ, cái tư duy đầu tư của họ vào thị trường crypto và cách quản lý rủi ro của họ cũng giống như vậy. Cho nên khi điều đó xảy ra là các bạn thấy được là chúng ta sẽ có nhiều cái sự trung lập. Một người có thể là vừa đầu tư chứng khoán, vừa đầu tư crypto và họ quản lý cùng một cái tư duy đầu tư sẽ dẫn đến là cái khả năng là cả hai thị trường sẽ có sự tương quan cao hơn các bạn nghĩa là những lúc mà họ cảm thấy là chấp nhận nguy hiểm cao được những lúc mà phép thả lỏng đó thì họ đương nhiên có thể là mua chứng khoán có cái tính nguy hiểm cao hơn nhưng công ty công nghệ và họ cũng ngược lại sẽ mua những cái đồng trong crypto này dẫn đến sự tương quan nó cao hơn các bạn à, và ngược lại khi mà thị trường không tốt đó có thể là họ không những đã rời khỏi BTC mà họ cũng sẽ rời khỏi chứng khoán công nghệ luôn dẫn đến là cái sự tương quan cũng cao luôn các bạn cùng một xu hướng nhưng mà sau khi họ rời khỏi rồi đó thì các bạn thấy được là sẽ không còn nhiều người đầu tư cả hai thị trường nữa thì sự tương quan nó sẽ giảm xuống theo thời gian nhưng mà tương lai đó tương quan vẫn có thể trở lại khi mà thị trường một lần nữa nóng trở lại rồi chúng ta thấy được là Fed lại thả lỏng thì sẽ dẫn đến là nhiều đầu tư truyền thống họ lại sẽ trở lại thì crypto này và sự tương quan nó lại tăng trở lại các bạn thì đây là cái mối quan hệ giữa BTC và chứng khoán Hoa Kỳ không có một cái sự quan hệ nào là liên tục trong một thời gian dài các bạn lúc nào cũng sẽ có cái sự thay đổi đó cũng là điều mà thường đã từng chia sẻ với các bạn rồi cho nên khi mà những lúc như này đó những gì mà ảnh hưởng đến chứng khoán trực tiếp thì khả năng là cũng có thể có ảnh hưởng đến crypto nhưng mà sẽ không có mạnh như khi xưa nữa chúng ta nhìn vào chỉ số pre market thì hiện bây giờ ra cả ba chỉ số là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đang xanh nhẹ là một chút nhưng mà nó cũng không có nói lên được gì đâu các bạn nó cũng không thể phản ảnh là ngày mai chứng khoán sẽ xanh hay là đỏ tại vì rất là nhiều đợt gần đây các bạn thấy được là có sự hồi phục sau một ngày đỏ trong thị trường chứng khoán pre market là màu xanh nhưng mà kết quả là từ đây cho đến lúc mở cửa chứng khoán trở lại thì lại là một màu đỏ chúng ta nhìn vào dầu đó hợp đồng dầu thì hôm nay cũng ở mức đó mà thôi các bạn từ 70 80 đô hôm nay mức là 78 đô 56 cent cho một thùng dầu còn về vàng thì sao? Vàng thì các bạn thấy được là cũng không có thay đổi so với ngày hôm qua Sau khi mà đi xuống từ cái mức là 1.900 đô đó thì bây giờ thì vẫn dưới 1.900 đô Ở mức là 1.891 đô cho một ounce vàng Crypto thường vừa chia sẻ với các bạn rồi cho nên sẽ không có chia sẻ lại rồi chúng ta cũng thấy có rất là nhiều những cái thông tin như là bạn này chia sẻ ở trên Twitter các bạn. À, bạn này vẽ hai cái đường có hai cái màu các bạn, à, hai cái đường màu vàng và hai cái đường màu xanh. Thì à, cái người này trên Twitter nói là chúng ta lần đầu tiên chứng kiến hai sự kiện cùng xảy ra một lúc trên cái biểu đồ giá của BTC. Thứ nhất đó là chúng ta có cái sự kiện Death Cross. Death Cross có nghĩa là nhiều bạn gọi là giao cắt tử thần nữa các bạn. Có nghĩa là khi mà chúng ta thấy một cái đường trung bình giá dài hạn chạm với đường trung bình giá ngắn hạn nhưng mà xu hướng là đi xuống. Và đó là hiện tượng Death Cross. Và trên cái hình chụp này đó người này không có để rõ màu vàng là cái trung bình giá mấy và màu xanh lá cây là trung bình giá mấy nhưng mà thường đó người ta sẽ dùng, sử dụng là cái MA trung bình giá 200 ngày so với lại cái MA ngắn hạn là trung bình giá 50 ngày thì đây là hiện tượng đầu tiên các bạn đây là cái hình đầu tiên các bạn nhìn thấy trên màn hình cái phần này rồi chúng ta thấy được là bên dưới này đó chúng ta lại có thêm một cái cuộc chạm chán nữa giữa MA dài hạn và ngắn hạn nhưng mà đây đó là một cái golden cross các bạn thì bên dưới này là một cái hiện tượng ngược lại với death cross có nghĩa là chúng ta thấy được là một cái ma dài hạn cũng chạm ma ngắn hạn nhưng mà cái xu hướng là tăng lên thì người này nói là cái tình hình death cross là dựa theo biểu đồ weekly tính theo tuần còn cái golden cross thì dựa theo daily tính theo ngày thì rất là nhiều người quan tâm đến cái thuyết này các bạn và những bài nào mà phương tiện kỹ thuật đó thì cũng thường xuyên xem những đường giá và chắc cũng nhiều bạn cũng đã hiểu hơn về Dead Cross và Golden Cross rồi nhưng mà thật ra đó khi mà các bạn nhìn vào lịch sử đó thì Dead Cross và Golden Cross cũng không có thể nào nói lên được nhiều điều đâu các bạn à, tại vì khi chúng ta nói tới những sự kiện như là Dead Cross hay là Golden Cross đó, thì nó chỉ có thể nói lên được là những gì đã xảy ra và đang xảy ra mà thôi chứ không thể nào mà chúng ta biết được là tương lai sẽ như thế nào tại vì đây là những cái chỉ báo mà nó có cái độ trì hoãn rất là cao các bạn có nghĩ đi Chúng ta nhìn vào những cái chỉ số như là ở cái biểu đồ hàng tuần đó, chúng ta nhìn vào MA hàng tuần với lại MA ngắn hạn cùng tính theo tuần luôn thì các bạn thấy được là xu hướng giá phải một chiều, một thời gian dài chúng ta mới thấy hiện tượng này xảy ra. Cho nên đây cũng có thể là lý do tại sao mà người này nói là lần đầu tiên chúng ta thấy có một cái Death Cross uh, được... Hình thành trên cái biểu đồ của BTC Trên cái biểu đồ nến tuần à, Tại vì có thể đây là một trong những cái đợt Mà downtrend dài hơn các bạn Thôi sẽ chia sẻ thêm thông tin với các bạn Còn bên dưới này đó thì Golden Cross Daily chúng ta cũng đã từng thấy rồi Khi các bạn nhìn vào lịch sử đó Thì khi mà chúng ta có những hiện tượng Death Cross hay Golden Cross Thì cũng không như là nhiều bạn nghĩ Death Cross là xấu, giá sẽ tiếp tục đi xuống hay là uh, Golden Cross là tốt, giá sẽ tiếp tục đi lên. Khi bạn nhìn vào lịch sử đó thì cũng không có nói lên được gì tại vì hầu như 50 50 các bạn. Tại vì đây là một trong những cái chỉ số của độ trì hoãn rất là cao. Chúng ta cần phải trong một cái đợt downtrend rất là dài để có thể có được uh, một cái death cross các bạn vì lý do đó à, uh, thuận thì cũng không có nhìn vào những cái hiện tượng này để mà đưa ra quyết đầu tư đâu nhưng mà đây cũng là một trong những điều mà được nói đến rất nhiều ngày hôm nay cho nên thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn bản thân thuận thì hiện bây giờ vẫn chung mình giá thuận chỉ nghĩ đơn giản là thời điểm bây giờ là thời điểm tích lũy hay là thời điểm chốt lợi và đối thuận hiện bây giờ vẫn đang là thời điểm tích lũy thuận muốn chia sẻ thêm một số những cách nhìn với các bạn khi mà chúng ta nhìn vào cái thống kê này được chia sẻ bởi Joe Burnett các bạn uh, và đây là cái thống kê được chia sẻ cách đây hai ngày thì đây là cái thống kê xem Coi là những cái chu kỳ trước đây đó Những đợt mà đi xuống giá Thì giá của BTC đó, từ đỉnh đến đáy là đã xuống bao nhiêu Trước khi mà có sự hồi phục Thì các bạn sẽ nhanh chóng thấy được là Những cái chu kỳ trước đây Chúng ta thực sự cũng không thể gọi 2011 là chu kỳ đó các bạn Tại vì lúc đó BTC chỉ mới bắt đầu mà thôi Nhưng mà cho đó là một chu kỳ đi Thì từ đỉnh đến đáy thì điểm đó là 93% các bạn Rồi chúng ta thấy được là năm 2015 Từ đỉnh đến đáy đó Của chu kỳ đó Trước khi mà có sự hồi phục là 84% năm 2018 thì cũng tương tự các bạn BTC đã rơi từ khoảng chừng là gần 20.000 đô xuống còn khoảng chừng 3.500 đô, thì xuống à, cỡ là 84% trước khi hồi phục. đợt này đó cái mức mà xuống nhiều nhất của BTC là 77% các bạn từ đỉnh là 69.000 đến cái mức thấp nhất mà chúng ta biết à, cách đây một tháng đó là khoảng chừng là 15.000 đô thì xuống chỉ có 77% mà thôi Cho nên à, nhiều bạn đó thì à, kêu gọi là BTC phải xuống tới 10.000 đô hay là 12.000 đô Trước khi mà chúng ta mới thật sự có một cái sự hồi phục Tại vì nhiều người thì à, nhìn vào lịch sử trước đây cho thấy được là BTC phải xuống tới cái mức là 84% dựa theo năm 2018 Nhưng mà Joe thì à, lại lập luận là nếu như mà chúng ta không có những cái sự kiện như là Fed tăng lãi suất hay là những cái sự kiện như là Three Arrows và những sự kiện lớn đó thì có khả năng là BTC có thể chạm được 100 ngàn đô như là nhiều người đã ước tính khi mà có cái đợt boren à, cái chu kỳ mới đây thì nếu như mà chúng ta tính là 100 ngàn đô thì BTC đi xuống cái mức là 84% thì các bạn hiểu là chúng ta sẽ trở về cái mức là khoảng chừng là 16.000 đô thì cho uh, Joe Manette nói là nếu như không có những sự kiện đó xảy ra thì chúng ta có thể có một cái low of top thì cũng có thể là chúng ta đã thấy cái mức giá thấp nhất của chu kỳ rồi đó là cái tập luận đến từ Joe Manette. có nghĩa là có khả năng chúng ta sẽ không có thấy cái mức giá thấp hơn cái mức giá 15.000 đô nữa và nếu như mà các bạn tin là giá BDC sẽ đi xuống dưới và thậm chí từ cái mức này khoảng chừng 23.000 đô mà xuống cái mức như là nhiều bạn nghĩ là còn 12.000 đô đi, có nghĩa là giá BDC phải xuống đó, gần như là phân nửa các bạn thì chuyện gì cần phải xảy ra để BTC xuống cái mức đó các bạn hãy comment bên dưới sự kiện gì có thể là lớn hơn cả Trung Quốc cấm đào BTC rồi FTX bị phá sản chúng ta có Three Arrows rồi chúng ta dẫn theo một loạt những công ty khác phá sản chung thì có chuyện gì lớn hơn những cái vấn đề đó có thể dẫn đến BTC sẽ đi xuống cái mức là 10.000, 12.000 đô như là nhiều bạn đang chờ đợi hiện tại các bạn hãy comment bên dưới nhưng mà một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là tuy là chúng ta có thể nghĩ là BTC khả năng là không có xuống nhiều như là những đợt trước đây nữa. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào số lượng ngày mà chúng ta nằm trong cái mùa bè này đó thì thực ra cái số lượng ngày đợt này là hoàn toàn không hề ngắn đâu các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là dựa theo cái thống kê này đến từ Classno đó, đây là thống kê được chia sẻ tháng 6 của năm ngoái thì chúng ta phải cộng thêm hơn 6 tháng nữa thì nếu chúng ta nhìn vào những cái đợt trước đây đó, thì Classno nghĩ là năm 2015 chúng ta có thể nghĩ là cái mùa bear market đó đó là khoảng 410 ngày đến năm 2018 đó thì cái mùa đó là khoảng 362 ngày Class no, tính luôn cái đợt năm 2020 nhưng mà thôi nên không nghĩ chúng ta có thể gọi đó là, là bear market đâu tại vì nó rất là ngắn các bạn nhưng mà cái đợt này đó thì nếu chúng ta tính từ cái mức là 69.000 đô thì cho đến tháng 6 của năm vừa rồi đó là 227 ngày mà nếu như chúng ta có thể nghĩ là từ tháng 6 tới bây giờ là chúng ta còn tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tổng cộng là 7 tháng nữa thì khoảng chừng là 210 ngày cộng với lại tháng này là 8 ngày nữa thì tính đơn giản là 220 ngày đi. Nếu các bạn lấy 227 ngày cộng với lại 220 ngày thì chúng ta bây giờ đang ở cái số lượng ngày là 447 ngày rồi có nghĩa là tuy là có thể BTC sẽ không có xuống phần trăm như là trước đây khoảng chừng 83.8 hay 84 phần trăm nhưng mà đây là một trong những cái đợt đi xuống dài nhất trong lịch sử của BTC trong cái mùa downtrend này và đó cũng có thể lý do tại sao mà các bạn thấy được là đây là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến một cái death cross xuất hiện ở trong cái nến tuần tại vì trước đây những đợt đó nó không có dài như bây giờ thì bây giờ chúng ta đã trong một cái đợt downtrend dài ngày hơn à, thì chúng ta mới chứng kiến cái sự kiện này xảy ra nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái thông tin khác đó, nó cũng có cái sự tương tự như những đợt trước đây các bạn đây là một cái bài được chia sẻ bởi uh, the rational root thì các bạn hiểu đây là bài chia sẻ đầu tháng 2 cái tay khoảng chừng 5 ngày thì trên màn hình các bạn đó, đây cũng là cái biểu đồ drawdown của btc cái phần trăm thôi đi xuống nó bao nhiêu bên dưới này đó là giá của btc tính theo uh, log scale các bạn thì cái mà cái biểu đồ này muốn nói lên được đó là chúng ta có thể nhìn vào những cái đợt halving trước đây Giống như là đợt đầu tiên là cái phần này các bạn halving 1 Thứ nhì là hiện tượng halving lần thứ hai Thứ ba là hiện tượng halving, à, cái lúc mà năm 2020 Và đợt halving thứ tư đó chính là năm 2024 Và nếu như mà chúng ta tính từ cái ngày halving bao nhiêu lốc đã trôi qua thì chúng ta thấy được là Vinh lần đầu tiên thì 144.900 lốc sau đó đó là chúng ta đã đang ở trong cái uh, thời điểm đấy rồi và bắt đầu có cái sự hồi phục và chúng ta tính đợt Harvin thứ hai đó thì 144.900 lốc sau đó một lốc là khoảng 10 phút các bạn thì chúng ta cũng thấy được đó là cái thời điểm đáy của năm 2019 rồi sau đó chúng ta bắt đầu có sự hồi phục rồi chúng ta tính từ đợt bên thứ ba đến thời điểm bây giờ đó cũng là khoảng chừng 144.900 lóc Thì nếu như chúng ta có cái lòng tin là những chu kỳ tương tự như trước đây đó Thì có khả năng là chúng ta cũng đang nằm ở trong một cái đợt hồi phục hiện bây giờ Chứ chúng ta đã thấy đấy rồi Nếu chúng ta tin những lịch sử trước đây Và đây là cái tính dựa theo lóc Chúng ta cũng đã từng chia sẻ những cái thông tin tương tự như vậy à, Nhưng mà tính theo ngày các bạn Giống như từ định đến đấy bao nhiêu Hay là từ hai bên đến cái đấy là bao nhiêu Thì các bạn thấy được là chúng ta cũng đã từng thấy nhiều sự so sánh Nó cũng có cái phần tương tự giống nhau các bạn Tuy là không hoàn toàn trùng khớp Nhưng mà các bạn đã nhớ là tới khoảng chừng cuối năm ngoái đó Thu đã chia sẻ với các bạn là hồi khoảng chừng tháng 10 đó Thu nói là nếu như mà chúng ta tin tưởng lịch sử BTC đó Thì khả năng chúng ta sẽ thấy đấy là trong vòng 4 hay là 6 tuần gì đó Thì các bạn đã thấy được là sau đó chúng ta cũng có sự kiện FTX Và đẩy giá xuống một mức thấp hơn nữa Nhưng mà tính theo ngày đó thì chúng ta cũng đã đăng lý rồi thấy đấy rồi đương nhiên không ai có thể biết được tương lai các bạn nếu như không biết tương lai thì cũng đâu cần là trung bình giá đâu nhưng mà ý tôi muốn nói đây đó là chúng ta cũng không thể làm ngơ với những cái thông tin có cái điểm tương tự nhiều như thế này và chúng ta cũng thấy một cái tài liệu khác nữa cũng được uh, chia sẻ trên twitter đây là tài liệu được chia sẻ bởi valkyrie funds các bạn và tài liệu được chia sẻ cái tay khoảng trên một tuần thì đây là một cách nhìn nó đơn giản hơn à, nó hoàn toàn không có dựa vào giá cả nó chỉ dựa vào cái phần trăm đi xuống và cái đường đi xuống như thế nào mà thôi thì các bạn sẽ thấy được là có ba màu ở đây cái đường mà màu cam đó là đại diện cho cái chu kỳ năm 2013 đến 2017 rồi kế đó là màu đỏ đại diện cho từ năm 2017 đến năm 2020 từ đỉnh cho đến cái lúc mà có sự hồi phục trở lại thì hiện bây giờ đó là đại diện bởi cái đường màu xanh cho bạn nhìn thấy trên màn hình thì khi các bạn nhìn thấy được là cái đường phần trăm đi xuống và hộp trở lại đó thì các bạn thấy được là cũng có nhiều cái phần tương tự như là năm 2017 cái chu kỳ đó và năm 2020 mới đây các bạn rất là có cái sự trùng hợp tuy là không phải là giống một một các bạn nhưng mà nó cũng có cái sự trùng hợp ở đây các bạn thấy được chúng ta đều thấy là cả hai chu kỳ trước đây chúng ta đều thấy là năm mà có cái sự hồi phục đó có nghĩa là cái năm mà sau khi mà đi xuống nhiều đó Giống như chúng ta nói tới năm 2019 ấy, thì đúng là năm đó chúng ta cũng có một cái sự hồi phục và trước đó là khoảng chừng là năm 2015 nó cũng có một cái sự hồi phục các bạn nhưng mà cái sự khác nhau ở đây đó là cái thời gian nó không có trùng khớp nhưng mà cách đi nó cũng tương tự như vậy rồi sau đó chúng ta lại có một cái đợt điều chỉnh đi xuống nhưng mà cái giá kết thúc vẫn cao hơn là cái giá bắt đầu năm nay chúng ta cũng thấy cái hiện tượng tương tự các bạn mới đầu năm tới bây giờ thì các bạn đã thấy được là chúng ta có một cái sự hồi phục nhưng mà hồi phục tới đâu đó chúng ta vẫn chưa có biết rồi sau đó chúng ta có thể có một cái đợt điều chỉnh nhưng mà vẫn kết thúc năm nay cái mức giá cuối năm là cao hơn đầu năm nếu như mà chúng ta đi theo những cái chu kỳ trước đây các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào rất là nhiều những cái thông tin tương tự trong dòng bao nhiêu tháng ngày qua thì không thể nào mà chúng ta phớt lờ những cái sự trùng hợp này được đương nhiên các bạn thấy được là lịch sử đó chỉ cho chúng ta một cách nhìn một cái tài liệu để các bạn có thể đưa ra quyết định cho bản thân của mình mà thôi thường đó thì lịch sử nó sẽ không có phải là bạn photocopy của nhau các bạn nó không có phải là một cái hệ thống gps định vị toàn cầu có thể chỉ các bạn là cho các bạn biết là đi bao nhiêu km khi nào vào trái khi nào vào phải Nó giống như là một cái la bạn hơn Nó cho các bạn một cái xu hướng, một cái định hướng Rồi các bạn có thể ra quy định cho bản thân của mình Thì năm nay có giống như là năm 2019 hay là không nên Bây giờ vẫn còn rất sớm các bạn Chúng ta vẫn không hay nào ra quy định là giống hay là không giống Chúng ta chỉ mới có kết thúc tháng đầu tiên của năm 2019 mà thôi Nhưng mà mở đầu đó thì cũng có cái phần giống Chỉ là thời gian nó khác nhau mà thôi Nhưng mà các bạn đã thấy được là trên biểu đồ này Các bạn cũng đã thấy được cái thời gian của cái chu kỳ năm 2013-2017 nó cũng có cái sự khác nhau chứ không phải là giống nhau và đây như mình muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến những cái sự so sánh mà được nhiều người nói đến